Nhà Jin Mai xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay nhà em về một cái thùng xe đấu giá Nhật về đường bay, mới gửi đường máy bay về vừa nhận xong. Thì tranh thủ khui thùng để các bác cùng cùng ngắm, cùng xem chiếc xe Nhật đấu giá vì đường bay. Cái thùng này thì là gửi cùng lúc hai chiếc. Đấy, đây là cái tem để gửi đường bay này. Đấy, cái đơn vị vận chuyển bên Nhật này, Nhật Bản về Việt Nam này. Cái thùng như thế này, gửi đường bay. Và bây giờ em sẽ khui thùng ra xong để xem nó chiếc gì để bác cùng ngắm. Jin ơi, Jin. Giấy báo. Toàn này. Toàn báo Nhật đây các bạn. Kỹ quá. À, cái này là cái mặt này là mặt ấy rồi. Mặt này là mặt ở dưới rồi. Trẻ nhiều giấy lắm, nhiều vậy, dỡ từng từng thứ một ra này. Đây là cái chữ yên. Đây là cái yên không nhầm thì là của tiên bi chi, tiên bi chi silo. Thế thì trong cái thùng này có là chiếc sẽ có một chiếc bi chi silo. Đó, yên là chiếc chiếc giang. Đây là chiếc yên của chiếc giang các bạn. Giang XKRS1 thì phải. Đấy, yên da đẹp không? Kim này. Đấy, cọc yên này. Cọc yên nhôm. Medium. Cọc yên của hãng Gian. Đấy, rất đẹp luôn. Êm này, màu đen và có cái line màu ghi logo của hãng Gian này. Đây là các cái thông số của cái yên này, rất đẹp. Xem để đây. Đây, chiếc da này, cái lốp của nó là lốp made in Japan này, 700x28C ASEAN này.
cái tên lốp này em cũng lần đầu tiên nhìn thấy luôn. À đâu, đây Panasonic, lốp Panasonic thì là made in Japan. Và cái clip này, clip là HG511 và Japan VR. Đây là cái khóa lấy clip Shimano, clip 12, 4, 6, 8, 10, clip 10 made in Japan luôn. Và đây là cái vành ran RS2 hấp gian. À, chiếc này là chiếc RX1 lốp 728C made in Japan Panasonic. Chiếc này là chiếc gian. Đây là cái vành trước này. Đây là cái tì bật của con gian này. Đấy, vành RS2. Thôi con cứ để nguyên đấy để con cứ tập trung vào quay đi. Đấy, made in Japan. Xe gần như mới tinh luôn. Đấy, rất trơn này. Đấy, vành hấp gian luôn. Đây để cái vành gian ra đây. Vành Alex Dream 246 lít 8. Lít 8 này là lít 8 Shimano cũng Japan luôn, VR Japan. Và dùng cặp vành Alex Dream, lốp là Victoria Tano Newer, cực đẹp luôn, hấp là Paradox Shimano. Đấy, cực kỳ trơn luôn. Chiếc này chiếc Binchi Shiro này thì gần như hàng sưu tầm, rất là hiếm. Vì chiếc này bên Nhật là dòng Shiro đời này người ta bây giờ người ta không sản xuất nữa. Người ta sản xuất ra các cái phiên bản mới. Đây chắc là chiếc silo. Đây, đây là chiếc khung của chiếc gian tích kết RX1. Con này đẹp lắm. Đấy. Đấy, cái chiếc này vận chuyển thì em phải dặn anh em bên Nhật, những cái shop bên Nhật thì người ta tháo cái cả cái củ đề này ra.
để cho tránh cái việc mà khi mà đi vận chuyển nó sẽ dễ bị cong vênh. Đấy, cho nên là tháo ra và tí về thì chúng ta chỉ có lắp lại thôi. Tiagra nhé, con tiếp với X1. Đấy, khung thì người ta cũng bọc các cái chống xước đệm như này. Con RX1 này cái màu gần như mới tinh này. Và cái màu sắc của nó là màu kiểu màu xanh nhạt ấy, và lai đen với lai xanh nước biển. Đây. Giò đĩa của nó là Shimano Tiagra luôn. Đây là khung của con RX1 này, chiếc này gần như mới tinh luôn, cả trước carbon. Bộ chuyển động là Shimano Tiagra 2x10. Đấy, chiếc này dòng Touring City Bike rất là cao cấp. Và size là size M, size M dòng đứng là 49,5, sát 50. Đấy, và cái dòng Land RX1 này thì tương đối cao cấp đối với một chiếc xe touring. X-Kết RX1. Em sẽ để tạm đây xong rồi đi con CEO ra. Đây. Đây, xe nhà em mình chuyên là xe đấu giá về đường bay mà, cho nên là sẽ có cái sau khi mua thì chủ người ta sẽ gửi cho mình cái giấy tờ để chuyển nhượng. Cái này mục đích thì nếu mà bên Nhật thì để mang đi đăng ký an ninh, đăng ký tem an ninh. Đấy, thế xin đứng một đèn này. Đấy, mang đi đăng ký an ninh. Giấy tờ của chiếc Jan X-Kép RX1 đây, model số khung này, dấu khuyên này. Đấy, giấy tờ bên của chủ người Nhật người ta cấp cho mình đầy đủ. Bánh sau của biết chiếc Vinci Silo. Silo này là hàng sưu tầm luôn các bạn, rất hiếm. Nếu có đi tìm được cái chiếc đẹp như này. Đấy. Vành của nó là vành Arctic Dream này. Đấy. Và lốp là lốp Victoria. Chủ đã độ thêm nắp cảm cái nắp đầu van rất đẹp. Và cái hub là hub Shimano Paradox. Đấy. Mai nhôm sáng rất đẹp và cái căm cũng thế. Lốp gần như còn rất là đẹp luôn. Đấy. Cái dòng này người ta giờ gần như dòng sưu tầm. Rồi Silo thì nó là cái dòng Crossby, nó lai giữa Touring, dòng Touring và dòng MTB. Đấy, chạy mở đường thường cũng được, đường địa hình cũng được và đường phố cũng được. Đấy, cái yên của dòng BC Silo thì là yên Binchi, yên Velo và rất là êm, có cái lỗ thoát hơi đây, cọc yên nhôm. Cái chân trống này dịp quá nhỉ. Chiếc BG Silo này có cái chân trống lạc á.
chiếc silo này thì gọi là dòng close by. Silo này là một trong những cái dòng rất nổi tiếng của Vichy. Cùng ngắm một tí thôi, xong rồi em sẽ kiểm tra bảo dưỡng dầu mỡ và lắp lên chụp ảnh quay phim cho bác chi tiết bác sau. Đây em chỉ bóc quay khui thùng thôi, bóc ra cho các bác cùng xem qua. Nó rất là đẹp. Là một chiếc xe đấu giá Nhật mà về đến Việt Nam, về đến tay các bác nó rất là công phu. Việc mà lựa xe ở bên Nhật thì cũng phải lựa những chiếc đẹp. Thứ hai là cái vận chuyển cũng phải tháo lắp vận chuyển rất là cẩn thận. Silo khác rồi. Ai cho anh bố quả này con này. Con này tắt đi à? Không ạ. Đây vẫn còn tiếp. Đây em quay chi tiết nhé. Chiếc Vichy Silo là màu trắng đỏ. Màu trắng đỏ. Và cái chiếc này size cũng tương đối nhỏ thôi, size 40-41 thôi, cũng vừa vừa. Và nó đẹp như này. Đấy, em mới chỉ gọi là bóc tạm ra để các bác cùng ngắm thôi. Phải tháo cụ đề ra này, Shimano Seda này, yên này, chân trống này, cụ đề có Tiara và cái vành sau của con bánh trước của con Silo này. Còn con Gian XKRX1 lốp Panasonic Made in Japan. Chiếc này là size M này. Giấy tờ đây. Đầy đủ. Đấy, nó rất công phu một xe này về đẹp như này. Đồ đạc nguyên bản từ Nhật về. Về đường bay. Đấy. Japan luôn. Đấy. Em đã quay khui thùng chi tiết cho các bác hai chiếc xe đồ giá Nhật về đường bay. Hàng xách tay. Vậy một chiếc này cũng tương đối công phu. Bây giờ chỉ có về kiểm tra xong thì lắp đặt bảo dưỡng dầu mỡ các thứ xong thì sẽ chụp ảnh quay phim chi tiết các bác cùng xem. Đấy, các bác mà quan tâm đến những xe Nhật về đường bay nha thì các bác liên hệ nhà em Jinbai nhé. Có địa chỉ tại số nhà 39 ngõ 325 Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại Zalo là 0915 640 706. Nhà em thì chuyên xe Nhật đấu giá về đường bay, đẹp, nguyên bản và chất lượng, để cùng giao lưu và phục vụ cái nhu cầu tập thể dục cũng như là đi lại và sưu tầm những chiếc xe đẹp của bên Nhật về, những thương hiệu nổi tiếng. Em xin được tạm dừng cái video khui thùng hai chiếc xe tại đây. Xin được cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các bác. Cảm ơn các bác đã đồng hành và theo dõi nhà Jinbai, ủng hộ nhà Jinbai trong suốt thời gian vừa qua. Em cũng rất vui khi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và chia sẻ của các bác khi mà sau khi đã sử dụng những cái chiếc xe Nhật như thế này, các bác rất là hài lòng và thực sự là ủng hộ rất là nhiều luôn. Có những bác quay lại mua đến 2-3 chiếc hoặc là cho tất cả gia đình cùng đi hoặc bạn bè. Các bác xem kênh thì nhớ đến like và chia sẻ video giúp em nhé, để cho các bác nhiều các bác hơn tiếp cận được cái địa chỉ uy tín. Và các bác có thể qua nhà trực tiếp hoặc là các bác ở xa thì xem trên video trên YouTube, để cùng các bác có những cái địa chỉ uy tín để sở hữu những chiếc xe Nhật về đường bay nguyên bản và đẹp như thế này. Xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều.